Hello anh em, mình là Kim Motul. Ở clip hôm nay ấy, thì mình sẽ hướng dẫn và chia sẻ anh em cái cách mà vào cái bộ biên ở cái bường biên điện của con Xi 150 ở đây, đơn giản và hiệu quả, mẹ nhàn cho anh em. Đó. Thì clip lần trước ấy, thì mình đã chia sẻ với anh em cái cách mà tháo cái bộ tay biên ở đây ra. Thì anh em chỉ cần vặn hai cái con ốc vào hai cái lỗ gen 8 vào đây, thì anh em có thể ép nó ra. Và khi đã xử lý xong cái bộ tay biên này rồi, anh em có thể lắp nó vào. Cách rất là đơn giản thôi. Thì ở cái lốc ở phía bên bờ côn này, thì cái vòng bi ở đây nó rất là dễ tháo. Anh em có thể lẫy ở cái là nó ra luôn. Còn cái lốc ở bên điện bên này nó rất là chặt. Thì khi anh em lắp vào thì anh em sẽ lưu ý cho mình là không lên lấy búa táng thẳng vào đây. Anh em hãy lót bằng gỗ vào. Và hãy lót cho mình một cái gỗ mỏng xuống dưới này. Đó, sao cho nó khít thì anh em sẽ đóng nó vào. Và khi anh em đóng thì anh em sẽ dùng lực vào cái đầu này nhé. Đó. Để mà đóng vào đơn giản nhất ấy, thì anh em có thể là dùng khò, dùng một cái khò, hoặc là cho lên bếp ga sẽ nướng cái đoạn này lên. Ở phía mặt sau chỗ này nó sẽ có một cái vòng bằng sắt, một cái áo bằng sắt để đóng cái vòng bi vào đó. Thì anh em sẽ nướng lên, úp cái này lên cái bếp ga, anh em sẽ nướng lên, nó nóng lên. Đó. Khi nó nóng lên rồi thì anh em đã bôi dầu vào cái vòng bi này, anh em thả nó xuống rất là dễ thôi. Đây cái lốc ở bên đây thì nó sẽ như thế này. Cái lốc bên này nó sẽ giống như bên này. Đó, nó sẽ có một cái vòng bi đây. Bên này là tháo rất là dễ này, nhưng bên này nó rất là chặt. Và vòng bi nó sẽ dính liền với lại cái bộ tay biên ở đây. Cái bộ bả biên ở đây. Thì khi anh em đóng vào nó rất là khó. Nó như thế này rất là dễ này. Ở trên YouTube ấy, có một số anh em có hướng dẫn, mình là như thấy như thế là hơi bị sai. Thứ nhất là anh em lại dùng vam lôi cái bộ nhông sau của cái sợi xích cam này ra, lôi ra như thế và tháo cái vòng bi ra để đóng vào trước, xong bắt đầu mới đóng cái bộ bạc này, đóng cái bộ tay biên này vào, xong mới đóng cái nhông sau này vào. Như thế là rất là nguy hiểm anh em nhé. Cái bộ này là nó đã chia thì nó rất là chuẩn rồi. Khi anh em tháo ra mà lắp vào như thế, có thể nó sai lệch như một tí thôi, là cái xe của mình nổ nó cũng chả ra làm sao cả. Cho nên là làm theo cái cách của mình vừa nhàn và lại vừa an toàn và hiệu quả. Anh em hãy khò vào đây cho nó nóng lên, thế là xong. Hoặc là không có khò để cho lên bếp ga nướng nó lên. Thì khi có nhiệt độ vào nó nóng lên nó sẽ nở ra. Thì anh em sẽ đóng vòng bi và rất là dễ nhàn. Đó, đây là một cái cách nhàn và hiệu quả. Khi anh em đặt lên ấy, thì anh em nên lót cho mình những cái bìa cắt tông như này. Đấy, bởi vì cái bề mặt chỗ này nó rất là phẳng. Anh em tránh nó làm nó bị chảy, bị đụng thì nó dễ bị xì dầu ra. Ok, như vậy là xong cái phần bả biên ở đây rồi. Thì mình sẽ hướng dẫn anh em lắp cho mình một cái bộ số này vào. Thì nhiều anh em thợ ấy, nhất là những em thợ mới làm ấy, thì rất sợ lắp những cái bộ số này vào. Cực kỳ đơn giản anh em nhé. Như cái bộ số con này ấy, làm còn nhàn hơn là dòng Sirius hay dòng Jupiter. Đó. Đây là bộ số của EG150. Ngoài miền Bắc này gọi là Xi 150 đó. Thì đây là một bộ zin của nó sẽ là như thế này. Đó. Thì bây giờ anh em có thể là vứt nó ra. Đó. Anh em vứt rời ra, không cần biết nó ở chỗ nào luôn. Ở đây nó có một cái khâu đây, cái bạc đó, anh em vứt rời ra, không cần biết là chỗ nào. Thằng bên này thì nó sẽ là liền cố định đây nhá. Đây nó sẽ đóng cốt chặt vào đây rồi, ở đây nó là cốt chặt rồi đó. Đây nó dùng phanh thì anh em không sợ nó rơi ra. Việc còn lại thì anh em chỉ quan tâm cho mình là cái vế bên này đó, thì anh em để ý cho mình khi anh em lắp này vào này. Thì cái đầu này nó sẽ là hai đầu đều vừa nhé. Đó, cả hai đầu nó sẽ đều vừa. Đấy, nó không vừa nhé. Nhưng cái đầu này là cả hai đầu nó sẽ đều vừa. Đó. Thì anh em sẽ lắp như thế nào? Lắp như nào cho đúng? Thì ví dụ như mình lắp như thế này. Đấy. Thì là như thế này là đúng anh em nhé. Thì nó sẽ có độ chạy ra chạy vào đây. Còn nếu như anh em lắp mà sai thì kể cả nó sập xuống đến đây rồi, nhưng cái này là nó đã bằng rồi, nó không có độ chạy ra chạy vào nữa. Như này là sai, thì bắt buộc là anh em phải lắp lại. Đó, lắp như này mới là đúng. Ok, bây giờ là mình sẽ thử làm sai nhé. Đây, như thế này là sai đúng không ạ? Rồi, bây giờ là anh em hãy cho mình một cái khâu này vào. Đó,
Và anh em thả cho mình cái nhông bên này vào, thì nhông bên này nó sẽ là bé hơn. À, còn nếu như anh em có đút nhầm cái nhông số khác vào ấy, ví dụ là nhông bên này thì cái lỗ rất là to, anh em thả vào nó lọt thỏm luôn thì rõ ràng là không được rồi. Ok, thì bây giờ là mình sẽ cho cái nhông này vào. Cái này là mình đang lắp sai anh em nhé. Đó, thì mình sẽ cho này vào như thế này. Thì khi anh em lắp cái càng cua vào nó sẽ đẩy lên, thì anh em sẽ phát hiện như thế nào là sai. Đó, anh em nhìn thấy chỗ này đó, nó có một cái khớp ở đây, như thế này là sai. Đó, không nhà máy nào nó thiết kế nó như thế này là nó sẽ rất là đuối, và nó không sang số hết, nó sẽ bị cá số. Đó, thì bắt buộc là anh em phải lắp lại. Để lắp lại được như thế thì anh em sẽ phải rút cái này ra này, rút cái vòng khâu đây. Ok, rồi anh em sẽ lắp lại, và anh em sẽ thả cho mình cái khâu này vào. Cái này nó rất là khít anh em nhé, cái này nó khít vô cùng luôn. Rồi, ok, đã vào. Rồi bây giờ anh em sẽ thả cái này vào cho mình. Đó, và bây giờ anh em sẽ đẩy cái này lên. Anh em nhìn thấy không ạ, nó khít luôn. Đó, nó cao bằng luôn. Ok, tương tự như vậy thì bên này. Thì bây giờ nó như thế này. Thì anh em chưa biết là cái chiều nào nó là chiều đúng, thì anh em cứ lắp nó vào đi. Ok, như thế này là đúng này. Nó sẽ có độ chạy. Đó, anh em nhìn cái đầu răng này này, đầu gắn bia này nó sẽ có độ chạy. Còn nếu như anh em lắp sai ấy, thì ví dụ là mình lắp sai như này, nó sẽ ngược như này, nó vẫn có đầu chạy, đúng không ạ? Nó vẫn có đầu chạy thì anh em xỏ cái này vào. Đó, anh em xỏ vào và anh em nhìn lên đây, nó rất là xa nhau anh em nhé. Đó, anh em nhìn cái đoạn này, giữa cái nhông mảnh răng ở đây và cái con chạy ở đây, nó sẽ rất là xa. Đó, thì nó xa như vậy thì anh em phải lộn ngược lại. Ok, đây nó sẽ khít là như này. Thì ở đây anh em muốn biết là mặt nào mặt phải, mặt nào mặt trái, thì mặt này sẽ úp vào trong. Ở đây thì khi xe nó chạy nó sẽ cà bánh răng ở đây, nó sẽ có vết đây, thì nó đồng nghĩa là việc nó sẽ lao đây. Ok, đó, thì anh em sẽ đẩy cái này lên. Đó, anh em thấy nó khít không ạ? Đấy, nó khít bằng luôn. Đấy, như thế này là đúng anh em nhé. Rất là đơn giản thôi, không có gì mà phải sợ cả. Ok, và ở đây nó sẽ có một cái long đen rất là dày, thì luôn luôn là sẽ ở bên nhông. Thì cái long đen dày này thì ở xe Jim xe Wayne nó cũng có cái long đen dày này. Và tương tự như thế ở đây nó sẽ có cái long đen mỏng. Đó, rất đơn giản thôi. Và bây giờ là mình sẽ chia sẻ với anh em là ở đây nó sẽ có 3 cái càng cua, nó hơn những cái xe khác. 3 cái càng cua ở đây nó sẽ móc số. Thì ở trên cái xe Exciter 150 nó làm rất là thông minh. Là ví dụ là bạn lắp cái này vào đây đúng là nó sẽ ôm vào luôn. Khi bạn lấy cái này, bạn lắp sang nó sẽ không vào. Đó, và nó sẽ nằm ở đây, chính xác nó nằm ở đây luôn. Và bây giờ bạn có thử lấy cái thằng này vào nó cũng không vừa nha anh em nhé. Kể cả là anh em còn lấy cái này vào thì nó cũng không vừa luôn. Đó, đây. Đó, thì việc còn lại là anh em sẽ nhớ cho mình xem là cái con nào nó nằm ở đâu. Đấy, nó sẽ như thế này. Ok, còn bây giờ là ở cái con này ấy, thì là chắc chắn nó sẽ vào đây rồi. Đấy, chắc chắn nó sẽ ở đây. Nếu như anh em có lấy cái con này lắp sang đây là nó cũng không vừa luôn anh em nhé. Đó, cho nên là không bao giờ sợ nhầm. Một số các anh em thợ mới làm ấy thì hay sợ cái bộ số này. Cái máy thì có thể là làm ngon lành nhưng mà sợ cái bộ số thì rất là sợ. Đó, không có gì mà phải sợ cả. Những cái bộ số của những cái dòng này nó làm thông minh rồi, rất là nhàn. Ví dụ xe Jim, xe Way là hai cái này có thể ngoắc vừa vào nhau được. Nhưng cái xe này ấy, thằng nào vào thằng đấy, không sợ lắp nhầm. Đó, rất là đơn giản thôi. Và cái cách lắp bộ nhông này anh em cũng không sợ nhầm nhé. Giữa bộ số trục sơ cấp và trục thứ cấp anh em không sợ nhầm, như thế này là khít này. Nếu như anh em có lắp nhầm ngược lại như này thì nó cũng chả đâu vào đâu cả. Đấy, các cái răng nó xa nhau. Anh em nhìn chỗ này nó xa nhau, nó không khít nhau. Đó, thì bắt buộc là mình phải lộn lại như này. Như này mới là đúng. Rất là đơn giản. Đó, cực kỳ là đơn giản. Và ở đây thì nó có một con heo số ở đây, tương tự đấy là những cái đầu răng đầu của cái càng cua nó sẽ chạy theo vào những cái đường rãnh heo số này. Thì ở cái clip tiếp theo ấy, thì mình sẽ chia sẻ với anh em cái cách mà lắp cái bộ này lên cái lốc ở bên này, cái bộ số này lên cái lốc. Ok, xin chào anh em, mình là Kim Motul. Đó, thì cái cách thức lắp rất là đơn giản thôi, anh em có thể xem qua clip mà ai cũng thể lắp được. Nhưng mà nói chung là các anh em thợ mà mới làm, mới vào nghề ấy,
thì hay bị sợ cái phần số này. Thì qua clip này thì hy vọng là phần nào sẽ giúp đỡ được các anh em làm những cái bộ xe đời mới như thế này. Ví dụ đây là mình có một X150. Ok, xin chào anh em.